Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của DNA Auto. Và trước mặt mọi người đây là một chiếc xe Ford Ranger đời 2016. Và trên nó đang có một cái mẫu nắp thùng thấp dành cho xe Ford Ranger Wildtrak mọi người nhé. Cái mẫu nắp thùng thấp này nó sẽ ráp được cho xe Ford Ranger Wildtrak từ đời 2013 tới 2022 luôn. Tuy nhiên là mọi người lưu ý là phải có cái thanh thể thao Wildtrak như thế này chúng ta mới ráp được cái mẫu nắp thùng thấp này. Tại vì cái mẫu nắp thùng này nó chỉ là một cái phần đậy ở phía bên trong đó. Như thế này mọi người ha, nó sẽ đi cùng với lại cả cái thanh Wildtrak và sẽ tạo thành một cái nắp thùng như thế này. Thì hôm nay Lợi sẽ đưa mọi người chúng ta cùng đi coi chi tiết về cái mẫu nắp thùng thấp dành cho xe Ford Ranger Wildtrak đời 2013 tới 2022 đang có tại đây mọi người ha. Thì nếu mà mọi người đang cần một cái mẫu nắp thùng thấp dành cho xe Ford Ranger Wildtrak như thế này thì vui lòng liên hệ trực tiếp tới nhân viên tư vấn của DNA Auto, hoặc mọi người có thể ghé trực tiếp địa chỉ làm việc của DNA Auto để xem mẫu nắp thùng này. Chúng tôi một chút xíu nữa sẽ tháo cái nắp thùng này ra và đặt trưng bày tại địa chỉ làm việc của DNA Auto mọi người nhé. Thì ở đây là một cái mẫu nắp thùng với một cái thiết kế rất là cơ bản. Nó sẽ bao gồm một cái tấm đậy ở phía ngoài như thế này, và bên trong nó sẽ có một cái bệ. Cái bệ đó nó sẽ có tác dụng như mọi người nhé, là tạo nên một cái máng nước. Và cái phần chúng ta có thể là làm chân của các cái ti đỡ như thế này. Đây là cái máng nước này, máng này nó sẽ chảy ra đằng sau. Đồng thời nó sẽ có cái ống nước ở đây luôn mọi người nhé. Đấy, ống nước này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ ráp ống nước vào cái phần ống ở phía bên trên và đưa nước ra bên ngoài theo cái đường ở đây mọi người ha. Thì chúng ta cũng có thể coi cái phần răng ở đây. Răng ở đây thì còn khá là đẹp. Đẹp, mềm, chưa có bị rách luôn mọi người nhé. Ok, cái máng nước này còn ok, các cái chân đỡ của những cái ti thụt này còn rất là chắc mọi người nhé. Rồi, tiện thể chúng ta sẽ coi về cái ti mọi người ha. Rồi, cặp ti này vẫn còn đẩy cái nắp thùng lên một cách bình thường, và nó có thể giữ được cái nắp thùng rất cứng ở đây mọi người ha. Mọi người khi mà chúng ta chất đổ, chúng ta không có lo cái ti nó rớt xuống. Ti này còn hoạt động ok. Những cái ngàm ngậm này thì bên Lợi đã kiểm tra rồi, còn hoạt động rất là tốt mọi người nhé. Tốt, sáng, đẹp. Đó, mấy cái này thì nó bằng inox mà, rất là đẹp luôn. Ở cái phần phía trong này chúng ta coi luôn, đó là một cái lớp nỉ. Những cái mẫu nắp thùng mà từ đời 2016, 2017, 2018 ấy, thì thường bên trong này họ sẽ không có trần bằng da mà sẽ bằng nỉ. Cái lớp nỉ như thế này ấy, thì nó có một cái ưu điểm là nó rất khó bị rách, mà khi bị rách thì chúng ta dán lại nó rất là dễ. Đó, chứ nó không có giống như da mà dán lại thì nhìn nó sẽ lộ ngay. Còn nỉ mà chúng ta dán lại thì không có vấn đề gì. Chúng ta gần như là thấy một cái lớp nỉ nó rất là hoàn thiện mọi người ha. Ok, thì về phần phía bên trong là ok rồi, chúng ta cùng đi ra bên ngoài nhé. Về cái nắp thùng này thì về tổng quan của nó là không có bị nứt vỡ mọi người ha. Về nước sơn thì còn khá là ok, khoảng trên 90% là sơn zin luôn. Có một số cái vết chảy xước nhỏ thôi, không có vết chảy xước lớn và không có nứt vỡ vào tới composite. Ok, nước sơn này còn đẹp mọi người ha, chảy nhỏ thôi, có cái mép này, đó, cái mép này thì là bị chảy. Đó, còn phía bên trên này thì gần như là không có những cái vết chảy rất là nhỏ thôi. Ở đây thì còn một cái bộ tay khóa. Đó, tay khóa còn đẹp mọi người nhé, hoạt động bình thường. Ok, thì để Lợi coi cái góc bên này cùng với cả mọi người luôn. Ok, nó còn rất là ok mọi người ha, không có vấn đề gì về cái kỹ thuật của cái mẫu nắp thùng này. Nắp thùng này thì nó được làm bằng composite, mà mọi người biết là cái composite cái tuổi thọ của nó rất là cao. Đó, chỉ có đụng đâu đó mẻ vỡ hay là xứt chảy sơn này kia thôi, chứ còn nếu mà để không mà chúng ta hoạt động và sử dụng nó trong một cái điều kiện bình thường thì nó rất là bền luôn. Ok, thì như vậy là Lợi và mọi người chúng ta vừa đi qua chi tiết và tổng quan của cái mẫu nắp thùng thấp dành cho xe Ford Ranger Wildtrak như thế này. Mọi người có thể một lần nữa chúng ta coi lại về cái form dáng của nó trên chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Lợi nhắc lại là nó sẽ phù hợp cho xe Ford Ranger Wildtrak từ đời 2013 tới 2022 luôn. Cái mẫu 2023 thì không có ráp được mọi người nhé. Ok, nếu mọi người đang cần cái mẫu nắp thùng thấp như thế này với một cái giá rất là rẻ thì xin vui lòng ghé DNA Auto. Chúng tôi sẽ trưng bày trực tiếp mẫu nắp thùng này tại đây. Xin cảm ơn.